trông chừng, chuẩn bị tay. Sao sao? Thua game này được chặt tay được chưa? Tay này, cái tay trái này, nếu mà thua, chặt tay được chưa? Game này sao chấp còn nó 10 mạng nhé. Đéo tin. À, tôi chấp 10. Cái đẳng cấp quay đồ, hiểu không? Thua chặt tay đồ, ok. Mười bạn là mười nhá, chơi này bây giờ chơi này. Rồi lên.